Sáng 20 tháng 5, thay mặt chính phủ trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tính đến hết năm 2023, cả nước đã dành được khoảng 680 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Về các chính sách xã hội trong thời gian tới, chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mở rộng và nâng mức trợ cấp xã hội, xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9 năm 2024.